Việt Nam thăng hoa trước đội tuyển nữ Đức, gieo hy vọng World Cup. Màn trình diễn mãn nhãn của các nữ cầu thủ Việt Nam trước đội tuyển Đức làm cho người hâm mộ hy vọng một điều bất ngờ sẽ đến tại World Cup sắp tới. Bước vào cuộc so tài với đội tuyển Đức đang xếp thứ hai trên bảng xếp hạng FIFA, đội bóng từng vô địch World Cup và cả Euro, tất nhiên là từ các cầu thủ và ban huấn luyện đều không đặt nặng kết quả ở trận đấu này. Chỉ coi đây là dịp để tích lũy thêm kinh nghiệm quý báu trước khi gặp các đối thủ mạnh tương tự khác ở World Cup. Nhiều người hâm mộ chắc cũng đã nghĩ đến việc đội bóng của thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ phải nhận trận thua đậm đến 3,4 bàn là điều bình thường bởi lần cuối đội tuyển Việt Nam đấu với một đối tượng tầm cỡ như vậy chúng ta đã để thua đến 0,7 trước đội tuyển Pháp. Viễn cảnh ấy lại hiển hiện một cách rõ ràng hơn khi đội tuyển Đức dễ dàng có bàn thắng mở tỷ số ngay ở phút thứ ba. Nhưng thời gian còn lại của trận đấu hoàn toàn là sự bất ngờ đội tuyển nữ Việt Nam dành cho đối thủ và cả người hâm mộ. Dù nhận bàn thua sớm. Các cầu thủ đã không hề nao núng triển khai một lối chơi phòng ngự phản công hiệu quả. Đội tuyển Đức dù vẫn có những cú sút vào khung thành của đội tuyển Việt Nam nhưng đều không quá nguy hiểm và bị thủ môn Kim Thanh cùng các đồng đội hóa giải dễ dàng. Không những thế, các cô gái Việt Nam còn tung ra những đòn hồi mã thương rất chất lượng. Hai cú sút xa của Hải Yến và Dương Thị Vân nếu không có tài năng của thủ môn đội tuyển Đức thì đã trở thành một siêu phẩm. Kết thúc hiệp 1, đội tuyển Đức chỉ có được đúng một lần chọc thủng lưới trước lối chơi cực kỳ lì lợm của đội tuyển Việt Nam. Sang hiệp 2, đội tuyển Việt Nam vẫn kiên định với cách chơi phòng ngự phản công. Dường như các cô gái đã quen hơn với lối đá của đội tuyển Đức nên đã không để đội bóng này có nhiều cơ hội như trước. Bên cạnh đó, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Trung còn suýt nữa có thể gỡ hòa. Tuyết Dung cho thấy chất quái của mình có tình huống bắt bài pha truyền về của hậu vệ đội tuyển Đức. Cô xuất sắc vượt qua cả thủ môn From nhưng góc sút lúc này lại quá hẹp nên không thể đưa bóng vào lưới. Sau đó, kể cả khi nhận bàn thua thứ hai, dường như tinh thần của đội tuyển Việt Nam còn được đẩy lên cao hơn để ghi bàn thắng rút ngắn tỷ số. Nhìn cái cách Vũ Thị Hoa bứt tốc, sức dướn tuyệt vời để lại hậu vệ Đức Ngã sóng xoài phía sau mới thấy các cầu thủ nữ đã tiến bộ vượt bậc như thế nào về thể lực và cách chơi. Chỉ tiếc là pha dứt điểm khi đối mặt với thủ môn lại chưa được hiểm hóc. Rồi điều gì cần đến cũng đã đến, cơn lốc đường biên thanh nhã dù lúc đó là đã phút thứ 90 vẫn cho thấy một thể lực tuyệt vời để bứt đi rồi tung ra cú rút điểm chân trái quá mẫu mực không cho thủ môn đội tuyển Đức bất cứ cơ hội cản phá nào. Phải nói rằng, đây là thất bại thực sự đã của đội tuyển Việt Nam. Thất bại có một chút sự tiếc nuối khi có nhiều tình huống mười mươi bị bỏ lỡ. Đó là sự tiếc nuối thật sự vui khi trước trận đấu. Chắc có ít người nghĩ đến sẽ phải tiếc nuối như vậy khi gần như ai cũng cho rằng đội tuyển Việt Nam sẽ thua chóng vánh và không có cơ hội lên bóng rõ rệt nào. Thất bại này còn đã khi người hâm mộ thấy được các cầu thủ nữ Việt Nam chơi quá tự tin, lì lộng, không hề có sự ngợp nào trước những cô gái to, khỏe lại còn khéo đến từ Đức. Chúng ta sẵn sàng so kè thể lực với đội tuyển Đức đến những giây cuối cùng của trận đấu. Những bước chạy xé gió của Thanh Nhã đã chứng minh điều đó. Dù chỉ là trận giao hữu nhưng màn trình diễn, tinh thần của đội tuyển nữ Việt Nam đều cho thấy người hâm mộ có thể hy vọng vào những điều bất ngờ tại World Cup sắp tới. Ngoài đương kim vô địch Mỹ, Hà Lan và Bồ Đào Nha không có trình độ quá khác biệt so với đội tuyển Đức. Trong bóng đá điều gì cũng có thể xảy ra biết đâu thầy trò huấn luyện viên mai đức trung sẽ tạo ra bất ngờ